Chào mọi người, hôm nay lên clip để giới thiệu với mọi người một số món hàng cho mọi người. Đấy, bóp đã qua sử dụng, nhìn địch nữ nè, áo, túi chéo và ba lô nữ, có một cái máy câu nè, cục hàng bị bơm. Rồi, trước khi đi vào nội dung chính thì công bố hình thức bán hàng. Giá bán của tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển. Bao gồm phí vận chuyển cho anh em hết. Anh em mua hàng chỉ trả tiền đúng như giá mình công bố trên clip thôi. Không bao gồm phí đồng kiểm. Nghĩa là anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì vui lòng đóng thêm 20.000 đồng. Tiền đó là phí đồng kiểm do bưu điện thu. Mình không có thu. Quan trọng là giá bán thôi. Ví dụ một món hàng, ví dụ như món này đi, mình bán với giá 520.000 thì anh em cứ xem hàng bình thường. Nhưng mà cái tiền đó nó phí lắm. Quan trọng là anh em xem thật kỹ nội dung, hình thức, công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Anh em cứ xem kỹ trên clip đi, rồi đặt hàng. Đặt như thế nào thì mình sẽ giao y chang như vậy. Anh em cứ yên tâm, không có chuyện treo đầu dê bán thịt chó. Quan trọng là mình xem thật kỹ thôi. Mình bán hàng thì rất là dễ, không cần cọc cạc gì cả. Quan trọng là uy tín với nhau thôi. Mình tin tưởng lẫn nhau thì làm ăn nó mới lâu dài được. Và xác định việc buôn bán là lâu dài chứ không phải là một ngày một bữa. Uy tín luôn đặt lên trên hàng đầu. Do đó anh em nên tôn trọng cái quy định bán hàng bên mình. Nó là như thế. Và cái phí đồng kiểm thì chỉ riêng bưu điện mới thu cái phí đó. Còn các đơn vị vận chuyển khác nó không có thu. Nhưng mà nhà mình thì nó ở gần bưu điện. Do đó là mình giao bên bưu điện. Cho nên anh em thông cảm cái phần đó. Rồi, về quy định bán hàng là như thế. Anh em nên xem thật kỹ ha. Xem phù hợp với nhu cầu sử dụng, sưu tầm. Đặc biệt là có phù hợp với túi tiền của mình hay là không. Thì liên hệ đặt hàng. Tiếp theo là về cái quỹ lá lành đùm lá rách. Hôm trước mình công bố được số tiền là 17.280.000 đồng. Công bố được số tiền là 17.280.000 đồng nha mọi người. Thì từ ngày cái clip vừa rồi á, clip ngày 20 tháng 12 á, thì mình bán được tổng cộng là 15 đơn hàng. Mỗi đơn hàng trích ra 5.000 đồng từ lợi nhuận là được 75.000 đồng. Mỗi đơn hàng thì mình trích ra được 5.000 đồng. Thấy mỗi một đơn 5.000 chứ dồn đi ngày tháng dài thì nó số tiền nó rất là lớn nha mọi người. 5.000 đồng. Thì khách hàng thì có anh Bằng ở Đồng Tháp đóng góp 200.000 đồng. Lũy kế đến ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay là 17.280.000 đồng cộng với 275.000 đồng là bằng 17.555.000 đồng. Quỹ đến thời điểm hiện tại là được 17.555.000 đồng. Rồi, tiếp theo không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, vào nội dung chính. Mã số 1 là một cục hàng bị bơm. Hàng bị bơm á là không phải đem lên đây đưa nguyên cục hàng như vậy để than thở với anh em đâu. Nhưng mà đưa lên đây để biết là cho anh em biết là mình khui ra trực tiếp cho anh em luôn. Coi bên trong có phải là hàng như thế hay là không. Chứ thật ra thì khách hàng thì 100 người thì mới có gặp một người là nó không có ý thức thôi. Còn tất cả anh em còn lại người ta rất là uy tín. Đặt hàng rất là nghiêm túc. Hàng đến thì yêu cầu xem hàng, không xem hàng là không cho nhận. Nhưng mà quy định bán hàng mình nói khá rõ rồi. Mà cái giá trị đơn hàng chỉ có 200.000 đồng thôi. Nhưng mà không xem hàng là không nhận. Mà gặp bưu tá ở Đồng Nai nè, nó rất là chướng. Yêu cầu xem hàng không nhận là nó đưa về luôn, nó không có gọi cho mình. Mấy cái tỉnh khác thì nó gọi có cho xem hàng hay là không, nó hỏi ý kiến. Thì mình nói cho một cái là nó cho xem liền. Còn ở Đồng Nai không chịu là nó đưa về luôn, nó không thèm gọi gì hết. Rồi, để mình khui ra cho anh em xem nha. Coi. Cái này là cái đèn chớp nè. Hôm trước là rất nhiều anh em hỏi luôn. Rất nhiều anh em hỏi nhưng mà không có mua được. Chỉ có anh này là anh đặt đầu tiên, giao cho anh. Nhưng mà rốt cuộc anh không nhận.
Quan trọng, do đó là điều quan trọng nhất là anh em nên xem thật kỹ nha mọi người. Anh em xem thật kỹ nội dung, hình thức, công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Phí ship đi ship về hết 60 ngàn rồi đó. Thấy lỗ rồi đó. Lỗ là chắc luôn rồi. Rồi lại thêm cái công gói, rồi cái hộp đồ nữa. Mọi người thấy gói nó rất là cực khổ luôn. Cái này nó hơi mất thời gian chút xíu, anh em thông cảm nha. Em cắt cái mấy cái dao răng cưa này xài rất là ngon mọi người. Cái dao răng cưa này nó theo mình từ lúc mới vào nghề tới giờ, xài nó rất là đã luôn. Mấy dao này người ta để dành cắt bánh mì, cắt đồ đông lạnh rồi đó. Xài đã lắm. Đúng là đồ của Nhật nó có khác. Này là cái đèn chớp nha anh em. Đèn chớp. Hôm trước rất nhiều anh em hỏi, nhiều anh em kêu mình đặt về bán nữa, nhưng mà mình nói là hàng này là hàng Trung Quốc, do đó mình không có lấy về bán. Nhưng mà một số anh em nói là hàng Trung Quốc nhưng mà nó vẫn đẹp, vẫn rẻ hơn so với hàng ở Việt Nam, cho nên là lấy một số về bán. Nhưng mà mình không có, nó có hàng đâu mà lấy về. Có được một cái một à. Nói chung là không có nói nhiều, cũng không đưa tên lên làm gì. Ai làm thì tự biết. Rất nhiều anh em hỏi luôn mà không mua được. Đây, vui trước mặt anh em đây, có phải là cái đèn chớp không? À, đây giá nè, 200 ngàn nè. Đó, nói chung là anh em đặt như thế nào thì mình sẽ giao y chang như vậy, anh em cứ yên tâm. Rồi để trong bọc test thử luôn nha mọi người. Cái này nó có cái ưu điểm là một đầu nó là cái chui nè, một đầu là cái chui nha mọi người, và một đầu là cái nối với cái đèn khác, nó rất là tiện lợi. Mình mua một số sản phẩm thì nó không có cái đầu nối, mình mất tốn thêm dây điện. Còn cái này nó có cái đầu nối ở đầu kia luôn, cho nên rất là tiện. Dây thì nó có mấy cái ngôi sao nè, 6 cái ngôi sao lớn, 6 ngôi sao nhỏ, và dây bóng đèn nó thòng xuống rất là đẹp. Test thử cho anh em xem nha. Đây, cháy đều hết nha anh em, không có bóng nào bị chết hết nha. Cháy đầy đủ bóng hết. Đây, nè, 5 cánh ngôi sao là 5 cái bóng đèn là đầy đủ hết, không có bóng nào bị chết hết nha mọi người. Rồi, đèn chớp mã số 1 là giá 200. Nó hơi mất thời gian chút xíu, anh em thông cảm nha. Tiếp theo là mã số 2. Khu ghi trên clip là để cho anh em biết được là hàng như thế nào, mình sẽ giao y chang như vậy, anh em cứ yên tâm. Mã số 2, 200 ngàn đồng, đã bao phí vận chuyển, bao gồm một cái ca. Cái ca này nó bằng mica nha mọi người. Mica da băng nè. Đó, nó còn cái tem luôn nè. Còn mới. Ca có nắp để mình uống nước. Nó bằng mica. Cái ca cao khoảng 10. Đường kính khoảng 8 nè. Một cái ca. Ca có nắp đậy, mình đậy xuống mình xoay một vòng là nó gài cái nắp lại luôn nha mọi người. Đó, một cái ca. Không phải quay một vòng nó gài mà là nó cứng lại. Nó cứng cứng lại thôi. Đó. Cứng hơi hơi thôi chứ không phải là nó cứng nhiều nhiều người. Và cái thứ hai là cái đồ ủ thức ăn, ủ cháo đồ cho trẻ em hoặc là người lớn tuổi đâu nè. Đó. Cái bình ủ.
Bình này đã qua sử dụng rồi, anh em về phải vệ sinh lại. Anh em về phải vệ sinh lại nha. Đây, ở trong nè, mở ra, trong nó hơi dơ nè, nắp nắp đậy nè. Còn cái nắp này là không có vặn nè mọi người, nắp này không có vặn, đậy xuống luôn, đè xuống là xong. Mở thì mình mở thì chỉ cần gịch nó lên thôi. Đó. Đây, đó chiều cao, cao khoảng 17, đường kính khoảng 8, cao khoảng 17, đường kính khoảng 8. Đó. Dặn xuống nó cứng nè. Rồi, mã số 1 tới mã số 3, mã này là mã số 3 nha mọi người. Mã số 3 giá 200, còn mã số 2 đây, mình quên. Cái này là mã số 3 nha anh em, nhìn kỹ nha, mã số 3. Mã số 3 giá 200. Đó. Mã số 3 là hai cái bình này, còn mã số 2 là cái máy câu nha. Mã đây là mã số 2 nè. Mã số 2 là cái máy câu. Giá 450 đã bao phí vận chuyển. Máy câu này hình thức còn đẹp nha mọi người. Hình thức còn đẹp. Hiệu của nó là hiệu gì nè? Rion TX 6000, Rion TX 6000. Đây. Hình thức thì nó còn đẹp lắm. Đây sản xuất ở ở Hàn Quốc. Korea nè, sản xuất ở Hàn Quốc. Sử dụng thị trường nội địa Nhật nha, mà sản xuất ở Hàn Quốc. À, mà đồ mà ở Hàn Quốc thì nó cũng cực kỳ đắt đỏ nha mọi người. Hàn Quốc thì nó cũng không thua gì Nhật. Quay rất là nhẹ nha. Khóa lên nè, khóa lên quay lui không được nè. Mở khóa nè, quay tới nè, quay rất là êm ái luôn, nhẹ nhàng lắm nha mọi người. Chỗ cái cần này có thể mở cái cần ra được. Đó. Bẻ cần về. Cái hình thức nó còn cũng khá là đẹp ha. Đo chiều dài để cho anh em hình dung nó lớn, khoảng 16 nè. Chiều dài khoảng 16. Chiều ngang thì khoảng 9. Chiều ngang từ đây vào đây khoảng 9 nè. Còn chiều ngang mà đo qua tuốt bên này luôn là khoảng 13,5. Bé qua bé lại ngon lành. Rồi, giá của mã số 2. Này bẻ qua đây là nó khóa lại nè. Bẻ qua là nó khóa lại. Bẻ lại. Mã số 2 giá 450, mã số 3 giá 200, đã bao phí vận chuyển hết. Em mua hàng thì trả đúng số tiền trên nói trên video được rồi. Máy câu này hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. TX 6000 máy câu hình thức giao dịch là chuyển khoản. Gói hàng nó rất là khó. Nói chung mình buôn bán hàng là dễ lắm. Quan trọng là uy tín đặt lên trên hàng đầu thôi. Nhưng mà một số anh em thì cũng gây khó khăn. Mã số 4 giá 300 đã bao phí vận chuyển. Hai bình giữ nhiệt nhiều người. Bình này bình nhỏ. Bình nhỏ người ta xài rồi nhưng mà nó vẫn còn tem luôn. Còn tem luôn, rất là đẹp. Hình thức còn cũng khá là đẹp ha. Hình thức nó còn cũng khá là đẹp. Bình này chắc khoảng nửa lít nước quá. Chiều cao khoảng 19,5. Đường kính khoảng 6,5. Ron đồ còn đầy đủ nha mọi người. Nè, ron đầy đủ hết nè.
bên trong còn sáng bóng nè. Cái bình này thì bên trong mình chỉ về mình ngâm ngâm nước nóng rồi, còn nó sạch sẽ, khỏi cần phải vệ sinh. Còn cái bình này mình về mình phải vệ sinh lại nè. Hình thức bên ngoài thì nước sơn nó tróc nè, người ta đã xài rồi nè. Đó, nước sơn nó tróc. Made in China, có mã số đàng hoàng nha mọi người, sản xuất ở Trung Quốc, sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Đây toàn là chữ Nhật nè. Đó, bên trong nó dơ nè, về mọi người phải ngâm và lấy cọ đồ rửa lại. Đặc biệt là rửa bằng nước tẩy bông cầu thì nó sẽ rất là sạch, tẩy mà đặc biệt là của Thái á. Nhưng mà nước tẩy thì không được ngâm lâu quá nha. Ngâm khoảng chừng 1 phút là mình lấy cọ mình thọt vô mình chào là nó sẽ sạch đẹp. Ron đồ đầy đủ hết. Đây, ron đầy đủ luôn nè. Cái này để mình đựng nước, đựng thuốc, nói chung đựng cái gì cũng được để mình uống. Rất là ngon lành, một cặp như thế này, mã số 4 giá 300, đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 4 giá 300, đã bao gồm phí vận chuyển mọi người. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái vàng ủi. Giá 450, đã bao phí vận chuyển. Cái này có vừa có giá trị sưu tầm mà vừa có giá trị sử dụng luôn nha mọi người. Sưu tầm và sử dụng, nó là thuộc hàng xưa nhưng mà nó còn khá là mới đẹp. Cái đáy này nó bằng inox thép mà inox thép không rỉ mà inox, nó sáng bóng nè. Nhưng mà nó người ta xài hoặc là người ta quăng trong cái đống hàng bãi thì nó bị trầy xước, nhưng mà inox thì bị trầy thì cũng đâu có sao đâu, đâu phải men đâu mà mình sợ đúng không. Mà hàng đã qua sử dụng thì không thể nào tránh khỏi. Để chủ yếu là sưu tầm, trưng bày và xài vẫn được luôn nha mọi người. Xài vẫn ngon lành cành đào. Anh em nào thích sưu tầm hàng độc thì mình mua cái này về để mình sở hữu. Nó nóng rất là nhanh nha. Điều khiển nhiệt độ bằng cái cần gạt. Chưa có mở điện. Đây, điều khiển nhiệt độ bằng cần gạt nè. Đó, mình gạt lên thì nó sẽ sáng đèn, tăng giảm rất là nhanh nóng. Đó, bắt đầu ấm lên rồi nè. Rồi, nó đang hoạt động bình thường nha mọi người. Ấm lên rồi đó. Đây, đưa nó về vị trí cũ. Nhỏ gọn nha mọi người, nhỏ gọn. Đẹp. Đo cho mọi người hình dung. Dài khoảng 14. Ngang khoảng 5,5, dài khoảng 14, ngang khoảng 5,5. Dài 14 là tới cán nha mọi người, còn mình đo cái bằng ủi không thì dài khoảng 11,5. Mã số 5, 450.000, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 6 là hai cái nồi. Một cái giỏ chống dính và một cái nồi. Cái nồi đó không có nắp nha mọi người, cái nồi chỉ có như vậy thôi nha. Một cái chảo chống dính. Người ta xài rồi thì bên trong men nó không thể nào mà nó còn đẹp nguyên si được nha mọi người. Nhưng mà nó được như vậy là khá là tốt rồi. Ở chỗ mấy cái bông hoa này nè thì nó có tróc nhẹ mấy cái chỗ cái hoa, nhưng mà nó còn đẹp. Này nấu được bếp từ nè. Mấy cái lỗ như thế này nấu được bếp từ. Bên ngoài nó sơn, cái lớp nước sơn mà người ta xài cái chảo nó cũ kỹ như vậy mà lớp nước sơn nó vẫn còn như vậy là khá là ngon rồi nha mọi người. Khá là ngon lành cành đào. Cán còn đẹp. Ở phía sau này có con ốc. Về mình vặn con ốc qua.
nếu cái cán bị lỏng thì mình vặn ngót đó, vặn ra vặn vào. Chảo này là lòng sâu, dễ xài lòng sâu nha mọi người. Đường kính khoảng 18,5, chiều cao khoảng gần 6 á, chiều cao 5,5, đường kính 18,5. 8,5 thì cũng khá là to, cao 5,5, lòng nó cũng khá là sâu ha, sâu có thể mình nấu canh đâu được. Tiếp theo là cái nồi, này nồi hai đáy nè, nồi cái đáy nó rất là dày, đáy rất là dày dặn nha, nấu được bếp từ luôn nè. Đó, cái nồi nấu được bếp từ luôn. Đường kính 30,5, đường kính 30,5, cao là 6,5, cao 6,5 là đo lòng ngoài nha mọi người. Còn đo cái đáy thì nó không có tới 6,5 mà, tại cái đáy nó hơi dày à. Rồi hai cái này là 450.000 đã bao phí vận chuyển luôn, nấu được bếp từ luôn nha. Hai cái 450 đã bao phí vận chuyển luôn. Anh em nên xem thật kỹ. Ví dụ không có điều kiện chuyển khoản thì vẫn ship code bình thường, quan trọng là nghiêm túc đặt hàng, xem thật kỹ hàng là ok. Tiếp theo là mã số 7, mã số 7 là 4 cái ly. 4 cái ly này có giá là 300.000. Đây, mã số 7 có giá là 300 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Ly khá là độc nha mọi người. Đó, này nó vẽ chữ là bằng men nổi luôn nha, men nổi, và nó khí khí giống như hình xoắn ốc nè. Men thì là men nổi nha. Men nổi rất là đẹp. Hai cái ly này bằng nhau, cho nên là mình đo một cái được rồi. Cái chữ nó ghẻ bằng men nổi luôn á, rờ vào nhóm tay. Cao khoảng 7,5. Đường kính khoảng 5,5. Cao khoảng 7,5, đường kính khoảng 5,5. Này là hai cái ly nhỏ, này là hai cái. Hai cái ly bự này là ly phu thê đặc biệt. Độc hơn ly kia nữa, rất là đẹp. Chữ cũng là men nổi nữa, làm sơn thủy hình rất là đẹp ha. Đây, chỗ này là nổi nè, rồi vào là cộm cộm, và nó có khí 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 nè, chỗ này nó khuyết vào nè, khuyết vào nè. Ở bên trong thì nó dơ, về mọi người chùi lại. Cặp ly này rất là độc nha, này nó có hai cái, và mã số 7 tổng cộng là 4 cái nha mọi người. 4 cái rất là đặc biệt, là hai cái ly này rất là độc luôn. Cao là khoảng 9,5, đường kính khoảng 7,2, này cao khoảng 9, đường kính khoảng 6,8. Rồi mã số 7 giá 300 đã bao phí vận chuyển luôn. 4 cái ly 300 đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 8 tiếp theo giá 200 cũng là 4 cái ly đã bao gồm phí vận chuyển, giá 200 nha mọi người. 4 cái ly, ly này cũng độc nữa nè, hai khớp nè. Đó, nhìn tưởng đâu là hai cái ly, có khớp, khớp quét vàng trên giữa nè, có triện đầy đủ nha mọi người. Cặp ly này uống nước rất là sang trọng, những cái loại hai màu là những cái loại ly cao cấp không mọi người. Hai cái bằng nhau cho nên đo một cái thôi. Cao 8,5, đường kính khoảng 6,2, cao 8,5, đường kính khoảng 6,2, và hai cái ly gỗ, nha mọi người. Hai ly gỗ thì ly lớn và ly nhỏ ta xài rồi cho nên là nó bị trầy xước nè. Đó, trầy xước. Ly này ly gỗ lớn, cao khoảng 10,5, đường kính khoảng 7,5, ly nhỏ cao khoảng 9, đường kính khoảng 6,7. Rồi, 4 cái ly này mã số 8 giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Mã số 8 nha mọi người, giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một con búp bê. Búp bê người ta làm bằng gỗ nguyên khối luôn nè.
gỗ này nó còn da của gỗ luôn nè, không biết bằng cây gì vậy mọi người, làm bằng da của gỗ luôn nè, gỗ còn luôn. Ở đây thì người ta vẽ, vẽ tranh chữ xung quanh chỗ này. Tác phẩm nghệ thuật này nói chung là giá trị nó cũng rất là cao tiền nha mọi người, nhưng mà về đây mình không có giá trị cho nên bán rẻ thôi. Có mã số rồi đàng hoàng, đóng mã số rồi đàng hoàng. Một con búp bê, hàng trưng bày chiều dài của nó là khoảng 45 nè, chiều dài khoảng 45, đường kính khoảng 8,5, chiều dài khoảng 45, đường kính khoảng 8,5, giá 200 đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 9 giá 200.000 đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái bình bằng đồng, bình bằng đồng của Nhật nha mọi người, bình hoa đồng của Nhật. Hàng này cũng xưa lắm rồi, xưa chứ không phải là cổ, nhưng mà xưa lắm rồi, có bị mốp đó. Này nó làm hai lớp cho nên là nó dễ bị mốp nè, hai lớp, lớp trong lớp ngoài, bên ngoài nó có phủ lớp keo đó. Nó lên tan như thế này thì nó cũng có tuổi rồi mọi người. À, nó hàng qua sử dụng thì nó sẽ bị cấn mớp. À, quay để cho anh em thấy cho rõ chút, nhưng mà vẫn xài bình thường ngon lành. Và đặc biệt là bình hoa bằng đồng của Nhật thì trưng hoa rất là lâu bị thối. Anh em thử xài bình hoa của Nhật rồi anh em sẽ cảm nhận. Mã số 10 này giá 1.1 triệu đã bao phí vận chuyển luôn. 1.1 triệu đã bao phí vận chuyển. Hình thức giao dịch là chuyển khoản, cao khoảng 13, đường kính khoảng 8, cao khoảng 13, đường kính khoảng 8. Còn cái bầu, đường kính của cái bầu này khoảng nơi to nhất nè, cũng khoảng 13,5, khoảng 13,5. Còn cái đường kính đáy, đường kính đáy khoảng 8,5. Để xem nó cân nặng khoảng bao nhiêu. Cân nặng 1,2 kg nha mọi người, khoảng 1,2 kg, 1,2 kg 50 vậy đó. Giá của nó là 1.1 triệu, cả bao phí vận chuyển luôn. Giá bình hoa thì thường là nó đắt hơn chân đèn nha mọi người, người ta bán giá nó cao lắm. Tiếp theo là mấy cái bóp, mấy cái bóp đã qua sử dụng nha mọi người, đúng chuẩn hàng si nha, đúng chuẩn hàng si, hàng xịn. Đây, đúng chuẩn hàng si, mã số 11A, giá 300 đã bao gồm phí vận chuyển. 11A giá 300 đã bao phí vận chuyển. Đây, đúng chuẩn hàng si, có hiệu ra ngoài nha mọi người. Những cái hàng á mà của bóp của châu Âu á là đa số là nó không có dây kéo nha mọi người, nó chỉ có một ngăn, đây hai ngăn vậy nè, nó không có dây kéo. Đa số là nó không có dây kéo. Ngăn như thế này. Và nó hàng si này sao mà bóp đứng không? Đa số cũng là bóp đứng không à. Ngăn đây. Bóp đứng mà không có bóp nằm nha, hiếm lắm. Bóp nằm thì hiếm, bóp đứng thì nó nhiều. Đó, da đồ còn khá là đẹp nha mọi người, khá là chắc chắn đẹp, hiệu đồ đàng hoàng. Đây, hiệu bên ngoài nè, bóp rất là đơn giản, dài khoảng 12 nè, chiều ngang là khoảng 10, nó mỏng, rất là gọn luôn, rất là gọn luôn. Cái này giá 300 là lý do là nó chỗ này nè, nó bị xước xước chỗ này nè, đó, không biết sao mà nó bị vậy không biết, nhưng mà không sao, không có ảnh hưởng gì đến chất lượng hết, vẫn xài ngon lành. 11A giá 300 đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là 11B. 11B giá 350 đã bao phí vận chuyển. 11B giá 350. Nói chung là hàng này người ta đã qua sử dụng nhưng mà giá vốn nó rất là cao nha mọi người. Giá vốn rất là cao luôn. Mà nó hiếm nữa, hiệu đó. À, hiệu nó dập ở trên đây luôn nè. Dập trên miếng vải luôn nè. Cũng là cái bóp đứng nha mọi người. Rất là nhiều ngăn ở trong này.
đây ngăn nữa nè. Đó. Đây. Hình thức còn cũng khá là đẹp. Mỏng nhẹ. Giá 350 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Ngăn khoảng 10, này khoảng 11,5. Nhỏ hơn kia tí, hiệu đây. Cái này hàng của châu Âu, cho nên là nó không có dây kéo nha. Người ta làm rất là đơn giản thôi, không có cái gì mà phải cầu kỳ chứ. Và nó độ mỏng, rất là mỏng luôn. 11B nha, giá 350, đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo 11C cũng là 350. 11C, cái này hiệu nữa đây. Hình này giống như hiệu Polo vậy đó. Đó. Này độ mới còn khá là cao nè. Độ mới còn cao. Nó có cái tem luôn, cái mạc á. Độ mới còn khá là cao nha, miếng vải nè. Đó, mấy cái ngăn ở đây. Cũng là bóp đứng, độ mới cực kỳ cao luôn. Ngang là khoảng 9,5. Cái này nhỏ gọn hơn cái mấy cái kia. 9,5 và 11,5. Giá 350. Bóp này hình thức giao dịch chuyển khoản hết nha mọi người. Do là hàng C cho nên hình thức giao dịch chuyển khoản cho chắc ăn, để tránh trường hợp anh em là hàng đến anh em đồ xem hàng đồ lung tung. 11ABC hình thức giao dịch chuyển khoản. 11A là 300, BC đồng giá 350, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là 12. 12 là cái dây nịt nữ, giá 350, đã bao phí vận chuyển luôn. 350 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển. Mã số 12, dây nịt của nữ, màu nâu. Tem mạc nó đây. Cái đầu nó đây. Hiệu con cá nè. Nhật còn cũng đẹp nha mọi người, màu nâu. À, cái đuôi dây nịt nè, này nó dặn con ốc nè, nó gắn vào dặn con ốc. Da còn cũng đẹp lắm. $350.000 đã bao phí vận chuyển. Mã số nè, có mã số nè mọi người, mã số đàng hoàng nha. Đây, Made in USA nè. Đó. Size 34 hay gì, 34/85. Size L 34 còn chiều dài 85 hay sao. Chiều dài này nó dài lắm. Cái thông số đó không biết đọc như thế nào cho nó đúng. Này dài 96 nha mọi người, chưa có đo cái đầu á, dài 96. Made in USA. Giá 350, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là ba cái áo. Ba cái áo ba màu khác nhau, size L nha mọi người, anh em là 60 kg trở lại là mặc vừa nha. Khoảng từ 50 đến 60 kg. Đó, 60 kg trở lại mặc vừa. Mã số 13, ba cái giá 480, đã bao gồm phí vận chuyển. Adidas, anh em nào mua thì tặng cái áo gối nè, có cái áo gối hay là áo lót. Áo cái miếng lót để mình ngồi trong mấy cái ghế sofa gì đó. Nói chung là cái này em mua áo thì tặng kèm theo cái này luôn. Này có một cái cũng không để làm gì. Em mua áo tặng luôn cái này. Adidas nè. Khui ra một cái thôi nha mọi người. Khui ra một cái để anh em thấy thôi.
khui ra rồi ship lại nó không có đẹp, cho nên là không có khui. À, Adidas. Hàng này là coi made in Việt Nam nha mọi người. Hàng này xuất đi nè. À, sản xuất ở Việt Nam rồi xuất đi nè. Made in Việt Nam. Sản xuất Việt Nam xuất đi xong rồi nó xuất đảo lại cho mình. Đó, khoảng 60kg trở lại nha. Chất vải mặc vào rất là mát. Chất vải mặc vào rất là mát nha. Cái này là màu vàng. Sáu mươi ký trở lại. Đây, made in Việt Nam ạ. Một cái màu vàng nha mọi người, và một cái này cái màu đen, không có mở ra nữa nha, chỉ cho anh em coi cái nó sản xuất ở đâu thôi. Adidas nè, made in Việt Nam nè. Đó, này màu đen cũng là size L luôn. Anh em khoảng 60kg đảo lại nha. Anh em trên 60kg đừng có mua ngoài. Và chỉ có 3 cái này thôi, nó biến tách ra nên là bán chung luôn, về một người xài. Còn cái này là cái Nike màu xanh. Nike màu xanh nha mọi người. Màu xanh à, nó sản xuất ở đâu đây? Made in Cambodia, sản xuất ở Campuchia. Nike hổm nó sản xuất ở Singapore, còn cái này là sản xuất ở Campuchia nha mọi người. Nó cũng có họa tiết rồi giống như hôm trước nè. À, rất là mát. Ba cái là 480, bao phí vận chuyển, tặng cho một cái áo gì đó không biết, áo gối hay gì đó. Đã bao phí vận chuyển, mã số 13. Ba cái áo ba màu khác nhau, xanh, đen và vàng. Tặng luôn cái áo này. Có gì kéo nữa. 480.000, đã bao gồm phí vận chuyển luôn nha mọi người. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 là một cái túi đựng laptop. Lúc đầu mà gặp cái túi như thế này, hiệu xịn nè, LV xịn nè, là nghĩ là nó vô rồi mọi người, nhưng mà rốt cuộc lại mua về coi kỹ lại là nó thiếu cái dây đeo. Mà đa số những cái cặp mà hàng hiệu xịn là nó mất dây đeo hết trơn, như người ta không có xài dây á, rồi về cái người ta bỏ cho nên là nó mất dây. Và cái quai thì nó hơi cũ chút xíu nha, quai thì chỗ này nó cái keo chỗ này nè, nó bị mất keo nè, thấy không nó mất keo rồi, nhưng mà nó vẫn còn đẹp bình thường nha. Mất keo mà nó thiếu dây đeo. Cái này đựng laptop. Đó, bên trong là nó như là một cái miếng da vậy đó. Nè, LV xịn nha mọi người. Paris nè, made in răng C nè. Đó. Bên trong còn đẹp chất. Bên ngoài đó là canvas đặc trưng của hàng LV. Đặc trưng của hàng túi LV và Gucci. Những cái túi hiệu cao cấp á, là nó hay có, nó làm bằng chất canvas này. Cái trên những cái con ốc là nó có dập hiệu hết nha mọi người. Trên từng con ốc là nó có dập hiệu hết. Rồi, mã số 14. Để mình đo một cái rồi công bố giá. Quay cái này nó mất thời gian nha mọi người. 4,42 nè. Cao khoảng 30 nè. Cao khoảng 30, rộng thì khoảng 6,5. Giá của nó là 500.000, mã số 14. Mã số 14, giá 500, đã bao phí vận chuyển luôn. Cái này mà nó đầy đủ. Đây bên ngoài cũng có nó nè, hiệu nó. Cái này nó đầy đủ dây kéo là giá dây đeo luôn, là sẽ giá rất là cao nha mọi người.
Nói chung mấy cái hàng hiệu này vài chục triệu như chơi á. Mấy hàng đúng hiệu xịn nè, chỉ có 500 ngàn thôi. Mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 giá 600, một cái túi đeo chéo tê to 15 giá 600 ngàn, đã bao phí vận chuyển luôn. Chiều cao không có tính cái quay nha, chiều cao khoảng 33. Đó, đo là từ đây xuống tới đây nè, còn cái này nó lồi ra nè. Chiều cao khoảng 33. Đó, đo là mình đo như thế này nha. Khoảng 33. Chiều ngang, ngang thì khoảng 28. Ngang khoảng 28, cao khoảng 33. Hình thức còn khá là đẹp nha mọi người. Hiệu nó đây, hiệu lóc cót gì đó. Một ngăn nè, ngăn dây kéo bằng đồng. Đây một ngăn nữa nè, ngăn này là cái nút gài, hai ngăn nè. Tới bên trong dây đây, dây đeo nó đây. Hai ngăn bên trong nè, ngăn thứ ba nè, ngăn thứ tư nè, và mấy cái ngăn nhỏ nè, mấy ngăn nhỏ vuông vuông nè. Đó, ngăn có dây kéo nữa nè. Và chính giữa thì có một ngăn có dây kéo nữa. Nói chung là nó ngăn nó thì túi chéo thường thường là ngăn nó giống giống tương tự nhau thôi. Rồi giá của nó là 600 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Một cái túi vừa xách được, xách nè, gài chỗ này nè, vừa đeo chéo được. Đó, giá 600. Khi anh em đặt hàng thì có thể là mình cúng lại như vậy cho nó, cho nó gọn cái gói hàng á. Nói chung là cái chiều nào cúng được thì mình sẽ cúng lại, ví dụ cúng lại chiều này cho nó gọn cái gói hàng, nó gọn lại một tí. Mã số 15 giá 600, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 16. 16 cũng 600 luôn nha mọi người. 16 giá 600, đã bao phí vận chuyển luôn. Mấy túi này đẹp nha mọi người, hiệu nè. Mít. Đồ này cũng đồ cổ rồi. Lâu rồi nhưng mà hiệu nó đồ xịn cho nên là nó còn đẹp. Đây, những cái dây kéo mà có cái này nó rất là đắt tiền nè. Một ngăn nè. Cái này, cái túi này chắc cũng lâu năm rồi đó. Một ngăn ở đây nha mọi người. Ngăn ở đây và một ngăn ở đây là hai nè. Rất là nhiều ngăn luôn. Mấy cái túi này anh em mua về xài là vừa đẳng cấp mà nó vừa tiện lợi nữa nha mọi người. Nội bên ngoài không là ba ngăn rồi đó. Bên trong nè, dây đeo nè, những cái dây đeo bằng quẩy bố này là túi khỏi phải giới thiệu anh em nữa, rất là xịn. Chốt bằng đồng luôn nha. Hiệu mít này nó lạ nhưng mà mình thấy nó chất nó rất là xịn. Đây chỗ này nguyên miếng da luôn nè, da ta xài lâu ngày mà nó bị thâm, thâm nó đen đen nè, này da luôn nè. Đó, bên trong là nó đóng hiệu đây mít luôn nè. Cái ở đây nó có dập hiệu nè. À, chỗ cái nút có dập hiệu. Đây một ngăn nữa nè, bên ngoài là 3, đây ngăn là 4 nè, ngăn lớn là 5 nè. Ngăn có dây kéo là 6 nè. Và mấy cái ngăn nhỏ vuông vuông nè. Mấy ngăn nhỏ nè. Đây. Đó. Rồi, túi này giá 600, mã số 16. 600, đã bao phí vận chuyển luôn. Khi giao hàng thì có thể cuốn lại như thế này. Đó, cho nó gọn nha mọi người. Chứ anh em đừng nói sao mua cái túi to mà cái gói hàng sao mà nó gọn thế. Thường là mình cuốn lại để cho nó gọn. Gói cẩn thận vào cái hộp giấy cho anh em.
16 giá 600 đã bao phí vận chuyển luôn. Anh em mấy túi này anh em nếu có nhu cầu cần thiết thì nên sở hữu nha. Tiếp theo mã số 17 cũng giá 600 luôn. 17 giá 600. Nó để nè. Để hiệu Hermès Paris nè. Đó, còn không biết có phải là Hermès xịn hay không thì không rõ nha, nhưng mà hàng nó là da thật 100%. Hermès Paris luôn mọi người. Ở trong nó cũng có để nè. Chữ Hermès Paris trong này. Bên ngoài nè, một ngăn có dây kéo nè. Hai ngăn nè. Bên ngoài là hai ngăn đó, nó hít rất là mạnh nha mọi người. Để vào cái là hít liền. Bên ngoài là hai ngăn, bên trong là ngăn nhỏ nè. Ngăn lớn nè. Rồi ngăn nhỏ bên đây nữa nè, ngăn nhỏ bên đây nè và một ngăn có dây kéo nữa nè. Cái túi này á Hermès, nhưng mà cái dây đeo á là nó của cái túi nào á, không phải là cái chữ Hermès nha mọi người. Dây đeo nó gài vô đây nè, có thể mở ra được và nó không phải là chữ Hermès. Rồi đồng giá 600 luôn, đã bao phí vận chuyển luôn. Quên đo nha mọi người. Cao khoảng 36, ngang khoảng 30. Đó, bỏ cái túi này vào đi rồi đo cái túi kia. Túi cái này Tết này hàng nó hiếm rồi nha mọi người. Hàng nó hiếm rồi. Không có nhiều nữa nên giá nó lên nữa. 17 giá 600 nè. Rồi cái này cái 16 đem đo lại cho anh em nè. Cho anh em thấy nè. Cao khoảng 39 nè. Ngang khoảng 34, cao khoảng 39, ngang khoảng 34 nha mọi người. Cao 39, ngang 34. Thằng này nãy cao nhiêu đó? Thằng này thì cao khoảng 35, ngang khoảng 30-32. Đồng giá 600. Tiếp theo là mã số 18. 18, 450, đã bao phí vận chuyển luôn nha mọi người. Giá 450. Đây. Túi nó nhỏ hơn. Giá nó rẻ hơn. Hiệu của dập ở trên đây luôn. Hiệu đây luôn. Túi này anh em thích gọn và không có cái quai sách. Mua những cái túi này. Cao khoảng 28,5. Cao khoảng 28,5, ngang khoảng 27. Đây, ngang khoảng 27, cao khoảng 28,5. Một ngăn nè. Túi còn đẹp lắm nha mọi người. Hai ngăn nè. Tất cả túi bằng da thật hết nha. Anh em khỏi phải nhắn tin hỏi mình nữa. Quan trọng là mình thích mẫu mã nào thôi. Túi là tất cả là bằng da thật hết. Dây nè. Đó, màu xanh, rất là đẹp. Dây này không thể tháo rời được nha. Túi chéo không có sách cho nên không thể tháo rời được. Hiệu nè. Ngăn có dây kéo nè. Rồi ngăn lớn nè. Đó, lôi ra luôn cho anh em thấy nè. Ngăn nhỏ nè. Có dập hiệu trên miếng vải luôn nè.
dập hiệu trên miếng vải luôn. Bên đây ngăn nhỏ nè. Đó. Rồi, giá 450 đã bao phí vận chuyển luôn. Nói chung là mình theo dõi những cái kênh khác mà mấy cái túi to đó, đó là người ta bán 800, 900 không nhiều người. Có người bán 1 triệu tùy theo túi. Nói chung bán với cái mức giá vừa phải để anh em có điều kiện xài. Xài 11 ghiền mua nữa. Nhiều người sưu tầm sở hữu 2-3 cái. Có người mua cả chục cái luôn đó. Khi mà người ta đam mê 18, 450 đã bao phí vận chuyển luôn. Theo là 19 giá 500 đã bao phí vận chuyển. 19 giá 500 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển. Hiểu đây. Sách và cái dây đeo. Đó, dây đeo này thì có thể mở ra được nè. Tại vì nó có sách nè, mình mở ra được. Đây, 1.000 nè. 2.000 nè. Ngàn lớn nè. Ngàn lớn này có thể dán nè. Dán nè. Nhưng mà cái đầu dán này nó bị hư rồi nè. Cho nên về anh em cắt bỏ nó luôn đi. Về anh em cắt cái này ra luôn đi. Cắt lấy làm gì á. Cắt nó sát cái này nè. Bỏ luôn. Đây ngăn lớn nữa nè. Rồi bên đây ngăn nữa nè. Nó chia ra 2 ngăn á. Mình cắt cái đó ra. Bỏ luôn. À, 1 ngăn nè. Bên ngoài 1 ngăn. Đây ngăn là 2 ngăn. À, ngăn lớn này nó chia làm 2 nè. Mọi người về cắt cái này ra. Tại vì mình không có cắt để cho anh em tự lựa chọn thôi. Nhưng mà nó bị rách rồi. Về anh em phải xử nó cho nó gọn lại. Và bên đây à, bên đây hiệu nè à, nó rất là nhiều ngăn luôn. Cái túi này rất là nhiều ngăn nha mọi người. Mua về rất là tiện luôn. Rất là tiện lợi. Xài được nhiều ngăn rồi. Giá của nó là 500 nha mọi người. Túi này nó ngoại hình nó không có cao cấp, nó không có mới nhiều nhưng mà nó đẹp nha. Đó. Độ mới nó cũng còn chấp nhận được, cũng còn ngon lành lắm. Mà nó kiểu dáng nó đẹp, với lại nó nhiều ngăn nữa. Cao khoảng 33, ngang khoảng 30. Giá 500 đã bao phí vận chuyển luôn. Cái túi này của Ấn Độ á. Cái hiệu này là hiệu Ấn Độ á. Mã số 19 giá 500 đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số cuối cùng là của cái túi là mã số 20 giá 500 đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 20 giá 500 là một cái ba lô của nữ. Ba lô của nữ nha mọi người. Đây. Hình thức da bên ngoài còn khá là đẹp nha. 1 ngăn nè. Hình thức da ngoài còn khá là đẹp. Bên trong nè, ngăn nhỏ nè, ngăn nhỏ nè. Đó, rồi ngăn nhỏ có dây kéo nữa nè. Rồi ngăn nhỏ có dây kéo nữa nè. Đó, nói chung dây kéo nhiều quá. Đó, rồi ngăn lớn. Và sau lưng này có 1 ngăn nữa. Túi này gọn. Mua về tặng con gái mình được. Cao khoảng 32, ngang khoảng 28.
Đó. Độ rộng khoảng 12. Hình thức da ngoài còn khá là đẹp nha mọi người. Giá là 500 đã bao phí vận chuyển luôn. Kéo lại thì mình đè đè cái này vào nè, kéo nó mới dễ nha. Mình lật cái nó lật bị lật ra, mình phải lật vào lại, kéo nó mới dễ. Rồi gài nút lại nè, hít đó, để vào là tự nó hít luôn. Giá 500 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển. Mã số 20, mã số 20 giá 500 đã bao phí vận chuyển luôn. Anh em chốt hàng thì đúng mã nha, đúng mã thì giao hàng nó mới không bị lộn. Còn mua hàng thì anh em xem thật kỹ. Mã số 20 500 đây, xem kỹ rồi hãy chốt hàng, xem kỹ, suy nghĩ kỹ rồi hãy chốt hàng, suy nghĩ thật kỹ, xem thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định chốt hàng, đừng có gấp. Tiếp theo là mã số 21, bộ bình trà. Cái này bộ ghép nha mọi người, bộ ghép cái bình nè, bộ ghép nhưng mà nó vẫn nhìn nó vẫn hợp hợp nhau, nhìn nó vẫn hợp nhau nha mọi người. Bình người ta xài rồi nè, made in China, chữ Nhật, sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nè. Đó. Bình lọc hoa mai 5 lỗ, lọc hoa mai 5 lỗ ghép nha mọi người. Bộ ghép cho nên là giá mới rẻ, chứ bộ này mà nó nguyên bộ là giá trị nó rất là cao, từ 1,5 triệu trở lên. Ví dụ mà nó nguyên bộ cao 6,5 nè, đường kính miệng khoảng 8 nè, đường kính miệng khoảng 8, qua tới cái quai là khoảng 17, từ miệng rót qua tới cái miệng bên đây là khoảng 12,5. Cái bình đã qua sử dụng, về anh em vệ sinh lại để vào cái bộ này nó cũng khá là hợp ha. Mã số 21 giá 600 nha, 600 đã bao phí vận chuyển luôn. Hình thức giao dịch là chuyển khoản nha. Đó, một cái 6 cái tách, tách này cực đẹp luôn, của hãng Narumi nè, xứ cực đẹp luôn. Nói chung cái này đẹp lắm, cái này mà nguyên bộ thì giá trị nó rất là cao luôn. Narumi nè, hãng Narumi thì anh em biết rồi đó, sản xuất thị trường ở châu Âu. Cái này nó không có quét vàng nhưng mà nó giống như là bạc vậy đó, giống như là bạc vậy, chứ không phải là vàng nha mọi người, giống như là bạc. Mỏng đẹp lắm mọi người, nhìn cầm cái ly lên nè, cầm cái ly này lên rồi mọi người cảm nhận nó đẹp lắm, nó mỏng á, cái độ mỏng của nó là mình nhìn là mình biết nó là cái gốm cao cấp rồi, sứ cao cấp. 6,5, cao 6,5, cao 6,5, đường kính miệng là 7,5, đường kính miệng 7,5. Cái này nó bị mẻ xíu nha mọi người, này bị mẻ chút xíu đây nè, mình không có thấy, nó mẻ bên ngoài, mẻ xíu à. Đó, chỉ đo một cái thôi, mấy cái này thì còn đẹp. Đó, giá 600 đã bao phí vận chuyển luôn. Đó, bộ nó như thế này đây, mọi người nhìn ngầu không, không có bao gồm cái khay nha mọi người, giá 600 không bao gồm khay nha. Những cái bộ này thì anh em nhanh tay lên nó mới còn, anh em nhanh tay mới còn, chứ mấy bộ này thì nó hot lắm. Ghép thì giá mới rẻ thôi, ghép thì nó không cùng bộ nhưng mà nó trùng tông như vậy là nhìn người ta không biết thì nhìn cũng khó mà biết nó ghép lắm. Mà cái bình này là nó vẽ bằng tay nè. Rồi, tiếp theo là một cái mã số cuối cùng là mã số 22. Mã số 22 là một cái màn hình còn remote, remote còn hoạt động bình thường nha mọi người. Đây, nó có pin, còn pin của Nhật, còn pin này còn pin luôn. Để mình thử cái remote cho anh em xem là nó còn xài được nha. Pin còn luôn. Cách thử remote thì anh em nào chưa biết thì mình xem như là chia sẻ kinh nghiệm, còn anh em nào biết rồi thì thôi nha. Bật camera lên rồi mình bấm một nút bất kỳ,
nó đèn hồng ngoại nó cháy là xem như nó xài bình thường đó, nó chớp đó mọi người thấy không? Đây đó, đèn hồng ngoại nó chớp đó, vậy là xài bình thường nha mọi người. Cái remote còn khá là đẹp, xài bình thường. Và cái nhân vật chính là cái màn hình ở đây. Nguồn nó xài nguồn 12 điện 12V, điện 100V, 100 220 bị xài cũng được, quan trọng là cái cục adapter này nè, 100V đến 240V nè. Có thể xài điện 220 được. Hư cục này thì mình đi mua cục khác thôi. Nó xài cục nguồn rời này thì nó cái nguồn điện mình không có sợ. Xài từ 100 đến 240V. Xài được. Cái màn hình này thì nó xài được cho đây, cháy đèn nha mọi người. Nó xài được tivi nè. Nhưng mà gắn anten mình không biết có được hay là không. Cái chui tivi để gắn qua anten nè. Cái cọng dây để kết nối qua anten đó. Màn hình này nó còn khá là mới, hiệu của nó nè. Nút đèn phía sau nè, hai cái loa còn khá là mới, cổng kết nối là sử dụng như là tivi được nè, sử dụng như là cái tivi hoặc là màn hình để mình chiếu đầu đĩa đâu đó, USB được nè, rồi kết nối máy vi tính, làm màn hình máy vi tính được luôn, màn hình máy vi tính được luôn. Nhưng mà màn hình máy vi tính, làm màn hình máy vi tính thì không có biết là hai cái loa nó có phát đó. Hình như là nó không có phát. Nếu mình làm màn hình thì máy vi tính thì chỉ sử dụng làm màn hình thôi. Rồi phone được nè, vào cái cổng gì đó. Nói chung là này nó đa năng. Làm màn hình máy vi tính thì mình chỉ kết nối có cái chui á, mình kết nối vào đây thôi, mà cái chui nó chui cũng thông dụng, nhưng mà chui loại nhỏ, chui loại lớn là không vừa nha. Chui loại lớn tại cái kẻ này nó thấp đó. Chui thì loại gọn á. Cái ở dưới đây thì thông dụng bình thường, nhưng mà phải loại ngắn thì mới gắn vào nó mới vừa. Mình đã có kết nối rồi, lấy cái chui to thì gắn vô nó hơi khó, nên lấy chui nhỏ thôi. Kết nối máy vi tính rồi, xài bình thường. Kết nối USB nha mọi người. Kết nối USB trước. Kết nối USB. Còn mà máy vi tính mình có thử rồi, nó ok rồi. Còn TV thì mọi người về gắn anten, nhưng mà không biết có gắn được hay không, hay là mọi người phải thay cái đầu. Gắn anten thì nó xài như màn hình TV, còn không thì kết nối với đầu đĩa thì qua cổng audio. Rồi mở thì mở bằng cái remote đây. Đó, mở rồi đó. Còn về mọi người, cái này giá 800 nè, rồi coi trước để mọi người mua. 22 giá 800. Mấy cái nút trên này thì này âm lượng thì mình biết rồi, còn mấy cái nút mà tiếng Nhật này thì về anh em về tải cái Google dịch về để vô là nó dịch hết. Mình xài thì muốn cho nó xài USB thì mình điều khiển nè, điều khiển nút nè, nó có hai nút nè. Mình bấm nút bên này để cho nó hiện cái bảng điều khiển lên nè. Hiện bảng điều khiển. Rồi bấm mũi tên lên xuống để mình chọn. À, xuống nè. Nó có TV nè, DVD nè. DVD là xài được đầu đĩa đó. HDMI nè. AV là audio đó. Rồi PC, rồi USB nè. Audio là để mình xài kết nối với đầu đĩa. Rồi màn hình TV. Đó, USB xong rồi mình chọn. Nó sẽ hiện USB lên. Đây. Hiện thì mình bấm qua thôi. Mình nghe nhạc thì bấm qua cái bên nghe nhạc. Đó, bên nghe nhạc xong rồi ok nè. Rồi mình vào cái chỗ trong USB để mình kiếm nhạc, để mở nhạc lên thử cho anh em xem. USB này mình lưu cũng khá là nhiều. Đây nhạc chỗ này nè.
USB này tới 32GB lận. Nhạc thì mở lên xíu thôi nha mọi người, không thôi là nó bị bản quyền nha mọi người. Âm lượng nè, nó tới 100 lận. Rồi, kết nối vi tính USB, kết nối đầu đĩa, xài bình thường. Anh em muốn chọn chế độ nào thì mình vào, muốn xài cái nào thì mình vào cái nút menu để mình chọn thôi. Nút menu trên trên cái remote thì mình không biết nó nằm chỗ nào, cho nên là bấm trên đây. Bấm trên đây nha mọi người. Menu thì anh em nhìn cái nào giống chữ. Giống chữ trên này thì chắc là nó đó. Bấm nút menu thì bấm nút này, âm lượng lớn nhỏ thì chỗ này nè. Đó. Bấm menu. Rồi chọn chế độ. Ví dụ mình chọn chế độ TV nè. Đó là nó qua chế độ TV nè. Nhưng mà TV có biết xài được hay không thì mình không biết nha. Này âm lượng lớn nhỏ. Đó. Còn mấy nút bên đây là mấy nút gì thì anh em về nghiên cứu thêm. Nó có cái chế độ đầu đĩa nè, mở đĩa ra nè, nhưng mà không biết xài đĩa như thế nào. Đó. Nó có chế độ đầu đĩa nè, xài đĩa nè. Cái đó thì về anh em nghiên cứu thêm. Giá của nó là 800, mã số 22, giá 800, đã bao phí vận chuyển luôn. Rồi hôm nay có tổng số là 22 món hàng để giới thiệu đến anh em. Anh em đã thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình tin được An Giang. Anh em đặt hàng thì nên xem thật kỹ nội dung, hình thức công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Và khi quyết định đặt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mua hàng thì nên nghiêm túc mua hàng. Quy định bán hàng là tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển nhưng không bao gồm phí đồng kiểm. Anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì phải báo trước và phải trả thêm 20.000 đồng phí đồng kiểm. Điều quan trọng là anh em xem thật kỹ, mà có yêu cầu xem hàng thì mình xem thật kỹ hàng rồi mở ra đúng giá trị, đúng cái món hàng đó thì mình lấy, chứ không phải là mở ra để xem nó đẹp hay xấu rồi mình mới lấy. Cái đó là không phải là cái đặt hàng nha mọi người. Mua hàng online là người ta đã nói khá chi tiết rồi, mình khui ra đúng món hàng đó thì mình nhận hàng thôi. Rồi còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.